sự. Danh ca Ngọc Sơn, thơ trẻ yêu thầm nhiều cô gái, tuổi 55 lẻ bóng, sống một mình trong biệt thự bề thế. Dù từng rung động trước nhiều cô gái, trong đó có cả những mỹ nhân trong showbiz, nhưng ở tuổi 55, Ngọc Sơn vẫn tràn đơn gối chiếc. Ngọc Sơn, được mệnh danh là ông hoàng nhạc xến của showbiz Việt, tên tuổi của anh gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng như Vầng Trang Cô Đơn, Lòng Mẹ, Tình Cha. Với sự nghiệp thành công rực rỡ, Ngọc Sơn sở hữu cơ ngơi đồ sộ ở tuổi 55, tuy nhiên, khi bước sang tuổi xế chiều, nam danh ca vẫn lẻ bóng một mình. Thời trẻ yêu nhiều cô gái nhưng không dám thổ lộ. Trong một chương trình truyền hình phát sóng gần đây, ca sĩ Ngọc Sơn tiết lộ, ngay từ năm học lớp 4, nam ca sĩ đã biết làm thơ và tặng ảnh của mình cho các bạn gái. Ba tôi có máu nghệ sĩ và hay chụp ảnh cho tôi, vì vậy tôi mới lén lấy ảnh đi rửa ra nhiều bức để tặng cho các bạn gái phía sau còn làm thơ. Ngọc Sơn nói, nam danh ca chia sẻ thêm, các khúc nhớ về em ra đời vào thời điểm anh mới tập tành biết yêu và yêu một cách dữ dội. Khi ấy Ngọc Sơn thầm thường trộm nhớ nhiều cô gái nhưng lại không dám nói ra. Năm 16-17 tuổi, tôi thầm yêu trộm nhớ, đặt mình vào vị trí một người xa quê và nhớ về người em thực sự chứ không phải là yêu thầm một cô gái học trung trường. Tính tôi ở ngoài ít nói và trầm tính. Nhưng lên sân khấu thì lại nhảy nhót hoạt náo cho mọi người vui, do đó khi yêu cũng vậy, thầm lặng và không biết cách thổ lộ nên đã dùng ngòi bút để nói lên tâm tư tình cảm của mình. Ngọc Sơn cho hay, mỗi sáng tác của mình luôn có ít nhất một cô gái xuất hiện, họ chính là chất xúc tác giúp anh viết nên những ca khúc lãng mạn. Khi viết xong tôi cảm thấy đắc ý vô cùng, chắc nàng nghe nàng hiểu mình và sẽ thương mình thêm. Ngọc Sơn kể về một thời mộng mơ. Trong những năm 1987-1997, khi danh tiếng của Ngọc Sơn nổi như côn, xung quanh anh có rất nhiều bóng hồng ái mộ. Tuy nhiên, nam danh ca không tiến xa với ai bởi anh luôn suy nghĩ về gia đình đối phương, sợ mình làm điều gì không phải thì mang tội với người ta. Vì vậy, mọi lời nói hành động của anh đều rất trường mực, giữ gìn. Nhìn tôi có vẻ ăn chơi ghê gớm, nhưng thật sự thì không có. Tôi luôn giữ khoảng cách, mình yêu hay muốn nghĩ điều gì đều phải phanh lại ngay. Ngày xưa tôi nghĩ trai chưa vợ, gái chưa chồng thì mình cứ nhào vào đại đi. Nhưng sau đó, trước khi đi đến một hành động, tôi lại nghĩ về tình cha, lòng mẹ và gia đình của họ trước tiên. Ngọc Sơn nói, là người kín tiếng trong chuyện tình cảm, Ngọc Sơn ít khi tiết lộ danh tính những bóng hồng mà anh yêu thương. Hai mỹ nhân hiếm hoi mà nam danh ca thổ lộ, từng thầm thương trộm nhớ là ca sĩ Như Quỳnh và Lý Nhã Kỳ. Ngọc Sơn yêu thầm Như Quỳnh từ 20 năm trước. Tuy nhiên, quan hệ giữa họ cũng chỉ dừng ở mức đồng nghiệp tôi dành cho Như Quỳnh một thứ tình cảm rất đặc biệt. Hồi đầu tôi thấy rung động giống như bị sét đánh. Sau này, tình cảm đó còn cao hơn cả tình yêu, đó là sự ngưỡng mộ. Ngọc Sơn tâm sự, còn với Lý Nhã Kỳ, Ngọc Sơn tiết lộ cô chính là nàng thơ trong nhạc phẩm nổi tiếng, Vâng Trăng Cô Đơn. Cả hai gặp nhau khi Lý Nhã Kỳ ở độ tuổi, đôi tám trăng tròn, vô cùng hồn nhiên. Sự chân chất, thật thà của Lý Nhã Kỳ đã khiến danh ca cảm mến và lấy cô làm hình mẫu để viết nên ca khúc này. Dù từng rung động trước nhiều cô gái, trong đó có cả những mỹ nhân vi nhưng ở tuổi 55, Ngọc Sơn vẫn chăn đơn gối chiếc. Đến thời điểm hiện tại, danh ca khẳng định bản thân vẫn xúc động khi đối diện với những bóng hồng xinh đẹp, nhưng vì quan niệm tình yêu và mọi thứ đều phải thực sự chín chắn nên anh chưa bao giờ dám đi quá xa. Hiện tại, Ngọc Sơn sống một mình trong căn biệt thự bề thế có giá lên đến hàng trăm tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nói về chuyện tìm cho mình một mái ấm riêng, Nam Danh ca cho biết, anh không đặt nặng hôn nhân mà muốn để mọi thứ tùy vào duyên số. Trên đời ai cũng có đôi, Ngọc Sơn thì vẫn lẻ loi một mình, nhưng Sơn có đại gia đình, gặp nhau ca hát tâm tình vẫn vui. Ngọc Sơn dí dỏm nói về cuộc sống của bản thân bằng những vần thơ. Sau khi mẹ qua đời, giọng ca tình mẹ, tìm niềm vui qua những hoạt động thiện nguyện, các đêm diễn hay chương trình truyền hình, anh còn cho biết bản thân là người có tâm tu hành và nguyện hiến xác cho y học sau khi mất